Để giúp người dân hiểu rõ quy trình nộp phạt trực tuyến, thời gian qua, cảnh sát giao thông trong tỉnh Long An đã phối hợp các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người bị xử phạt thực hiện việc khai nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể, khi người dân ở Long An vi phạm luật giao thông tại tỉnh, thành phố khác, bị cảnh sát giao thông ở đó lập biên bản vi phạm hành chính. Người này cung cấp số điện thoại, căn cước công dân để ghi vào biên bản. Khi trở về Long An thì căn cứ vào ngày hẹn xử lý trong biên bản để xem thông báo tin nhắn trên điện thoại của mình là có quyết định xử phạt hành chính được tải lên dịch vụ công. Người vi phạm có thể tra cứu vào http://dịchvucong.gov.vn để xem quyết định xử phạt hành chính đầy đủ của mình. Tiếp theo, người vi phạm có thể chọn thanh toán và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau đó, người vi phạm sẽ được bưu điện chuyển trả giấy tờ tạm giữ trước đó đến tận nhà. Trước đây, kể từ ngày 15 tháng 5 2022, Long An bắt đầu triển khai, thực hiện chính thức. Đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh nhập trên 25.000 quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực giao thông lên cổng dịch vụ công quốc gia.